Xin chào các bạn. Hôm nay tôi bác sĩ Phạm Xuân Khiêm giới thiệu cho các bạn sơ lược về những cái tiến trình, những bước trong cái việc phục hồi vòng 1. Lưu ý nhé, đây là những bước tiến hành trong phẫu thuật nâng ngực. Trường hợp này là tuyến vú không bị rơi sợi và tuyến vú nhỏ. Các bạn đợi một chút nhé. Trở lại nào. Việc phục hồi tuyến vú không rơi sợi hay tuyến vú nhỏ thì đầu tiên chúng ta cần tạo, người bác sĩ thẩm mỹ cần tạo một cái khoang. Các bạn hãy nhìn theo đây, cái ví dụ đơn giản như thế này. Các bạn tưởng tượng mặt bàn trước mặt tôi là xương sườn. Bàn tay của tôi là cơ ngực. Trên cái cơ ngực là cái mô tuyến vú đã có. Vậy phẫu thuật đặt túi nâng ngực là làm một cái khoang giữa xương sườn và cơ, tức là tách cái khoang lên như thế này. Sau đó đưa cái túi vào. Đảm bảo làm sao đỉnh của cái túi là đây, gần trùng với lại quần vú và đầu vú. Đó là điều quan trọng bậc nhất. Điều thứ hai, đảm bảo những cái chiều kích theo cái tỷ lệ đẹp, có nghĩa là từ cái nếp lằn trên vú như các bạn thấy đây đến đầu ngực, nó dài 3 đoạn, tức là chia này làm 3 đoạn. Thì từ đầu ngực tới dưới cái nếp bầu vú này chia làm 2 đoạn. Làm sao đảm bảo từ cái đoạn đường chéo, có nghĩa là cái khoảng nếp bầu vú ở phía trong xương sườn đến đầu ngực gần bằng cái đoạn từ đầu ngực ra phía nếp khoảng 5 giờ. Và tương tự từ đường giữa ra tới đầu ngực gần bằng, hay nói khác là chia làm 5,5 đoạn, thì từ đầu ngực ra phía nếp đường nách là 4,5 đoạn. Đó là những tỷ lệ bắt buộc cho việc tạo hình một cái tuyến vú đẹp. Việc đưa cái túi vào trong cái khoang này thì các bạn biết nó tùy thuộc vào cái cấu trúc xương sườn, nó tùy thuộc vào cấu trúc của cơ hiện có mà chúng ta chọn đường mổ để rồi tạo cái khoang cho nó thích hợp. Như vậy toàn bộ phẫu thuật này được tiến hành khoảng từ 60 phút cho đến khoảng 90 phút. Trừ những trường hợp đặc biệt, tức là còn phải điều chỉnh về cơ, còn điều chỉnh về những khoảng sườn nữa. Thì những trường hợp đó chúng ta không đề cập đến đây. Như vậy, cái điều mà các bạn đang lo lắng ở đây, cái điều mà tôi đang đọc được cái suy nghĩ của bạn đây là: bác sĩ, làm như vậy thì có đau hay không? Tách cái cơ, tách cái này ra có đau hay không? Thực tế cái đau ở đây được kiểm soát đến mức tối đa nhất. Và ở MCAT luôn cam kết với các bạn là không đau. Tại sao? Bây giờ các bạn lấy ví dụ này nhé. Tôi lấy ví dụ này cho bạn coi nhé. Chúng ta bắt đầu nhéo cái tay của chúng ta. Nếu chúng ta nắm ở lực này, chúng ta không đau. Siết nữa, siết một lúc nữa và siết mạnh như vậy. Các bạn sẽ than lên là đau. Vậy trong phẫu thuật cũng thế. Khi chúng ta làm, chúng ta bóc tách giữa cái cơ, bóc tách giữa cái cơ ra khỏi cái việc bám của nó xuống xương sườn, thì cái việc bóc tách đó chúng ta làm nó phải thật nhẹ nhàng, giống như chúng ta tác động một cái lực như thế này. Thì như vậy chúng ta sẽ kiểm soát được cái sự chấn thương, và từ cái kiểm soát được chấn thương đó chúng ta sẽ kiểm soát được cơn đau. Đó là toàn bộ những cái mà chúng tôi cam kết với các bạn. Đồng thời chúng tôi phải có cái đội ngũ gây mê ăn ý, chúng ta phải có những cái phương tiện đi theo để kiểm soát, là ta là làm thế nào để biết được là cái tách đó là nhẹ nhàng. Như vậy nó phải thể hiện những cái chỉ số trên cái máy các bạn. Thì đó là toàn bộ cái tiến trình mà chúng tôi cam kết, chúng tôi đem đến cho các bạn trong cái phẫu thuật nâng ngực gọi là không đau. Và điều sau cùng, các bạn nhớ rằng đặt cái túi vào trong cơ thể thì túi ngực là một mảnh ghép, một vật lạ đưa từ ngoài vào trong cơ thể. Như vậy cơ thể của chúng ta luôn có sự chống đối lại với một vật lạ nào đó. Thế thì các bạn phải luôn tuân thủ theo lời dặn của bác sĩ về việc đừng uống bia uống rượu, đừng hút thuốc lá, đừng sử dụng thuốc ngừa thai trong khoảng thời gian đầu đó. Và sau cùng lại là đừng có sờ chạm quá sớm, vì các bạn biết nó đang là một cái mô chấn thương xung quanh cái túi này. Việc sờ chạm, nắng bóp nó sẽ làm cho cái mô tiếp xúc với lại cái túi bị bầm dập hơn, và như thế nó bị khó chịu hơn. Thân chào, hẹn gặp lại các bạn.